Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Laptop 123 sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng Dell hot nhất hiện nay, dòng tầm trung Dell để mà có thể chơi game được hoặc là thiết kế đồ họa được, đó là Dell 7577. Dell 7577 i7 thì hiện nay nó có hai cấu hình, một cái dòng có card 1050 Ti và một cái dòng card 1060. Trên tay mình cầm là chiếc Dell 7577. Dell 7577 có cấu hình là i7 7700HQ, RAM 8GB, ổ cứng 1000GB, cộng thêm 128GB SSD M.2. Card đồ họa thì nó có hai loại, một loại là card 1050 Ti 4GB, một loại là card GTX 1060 6GB. Đây là mặt trái của Dell 7577. Đây là cổng USB 3.0, mạng LAN nó vẫn giữ mạng LAN và cổng reader. Đây là cái phía sau của Dell 7577. Đây là cây dàn tản nhiệt các bạn. Vừa là dàn tản nhiệt. Dòng này là nó có hai quạt tản nhiệt hai bên. Bên này là một cái quạt, bên này là một cái quạt. Đây là mặt phải của Dell 7577, đây là cổng HDMI. Đây là cái cổng C. Đây là hai cổng USB 3.0. Đây là mặt trước của Dell 7577. Đây là cái dàn loa các bạn, hai loa hai bên. Đây là cái loa một loa. Dòng này nghe nhạc rất là hay. Mặt sau hai quạt thì nó vẫn hút ở đây, hút quạt, hút và tản nhiệt hai ở đây và cái chỗ này rất là thoáng mát. Dòng Dell 7577 thì màn hình 15.6 inch, Full HD. Màn hình của em này thì được IPS các bạn, rất là chuẩn, độ phân giải màn hình rất là chuẩn, IPS. RAM em này RAM 8GB. RAM 8GB, ổ cứng thì các bạn biết là nó cái dòng này nó có khe để các bạn có thể tích hợp card SSD M.2 PCI hoặc là SSD M.2 SATA. Các bạn nhìn thấy đây RAM 8GB thì nó gắn hai, cái dòng này nó đã gắn hai thanh bố. Tức là các bạn có thể nâng cấp lên maximum 32GB với điều kiện các bạn gắn bỏ hai thanh bố, bán là hai thanh bố, các bạn gắn hai thanh 16. Đặc biệt Dell 7577 tiên tiến hơn. Đối với dòng game thì Dell tiên tiến hơn, đó là nó thiết kế cái bàn phím màu đỏ, nhìn nó hồng hố hơn, nhìn bắt mắt hơn nếu mà các bạn định hướng về game. Tất cả các dòng trước như 7559, 7566, 7567 và sản phẩm chính hãng ở châu Á thì nó chỉ sử dụng đèn bàn phím màu trắng. Riêng model 7577 hiện nay thì thị trường châu Á có đèn bàn phím màu đỏ. Em này nặng tầm 2,5 kg các bạn, 2,5 kg. Đối với sản phẩm Dell 7577 thì các bạn biết là công nghệ của nó là công nghệ HQ, chip HQ đời mới.
sự tiên tiến hơn đó là màn hình IPS. Trước đó thì nó chỉ xài như 7577, nó chỉ xài màn hình TN. Nhìn rất là chắc chắn. Hiện tại Dell 7577 thì bên laptop 123 có tất cả các dòng từ i5, i7, card 1050 và card 1060 đều có hàng sẵn. Các bạn có thể đến laptop 123 xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp. Giá ở bên laptop 123 hiện tại cái em card 1050 Ti thì khuyến mại giá rất là tốt. Dòng này các bạn có thể chiến được tất cả các loại game nặng nhất hiện nay, cũng như là sử dụng tất cả các phần mềm đồ họa nặng nhất hiện nay. Dòng này đều có thể xài được hết. Đây là touchpad, các bạn nhìn thấy touchpad của Dell 7577 thì nó rất là rộng. Khoảng cách giữa cái lòng bàn phím với lòng touchpad rất là rộng. Để cho các bạn tiện rê chuột trong khi thiết kế đồ họa cũng như là đánh game. Đặc biệt là nút quắt. Nút quắt thì nó thiết kế nó hầm hố hơn so với các nút khác, để các bạn dễ phân biệt được nút lên nút xuống của cái dòng đeo. Độ nhảy của bàn phím rất là êm. Khi các bạn đánh phím thì rất là nhảy và êm. Khoảng cách giữa các phím rất là rộng, để các bạn đánh mà không phải không có bị dính tất cả các nút. Cái dàn loa của Dell 7577 nhìn rất là bắt mắt các bạn. Nhìn rất là cứng cáp. Đối với dòng Dell 7577 hiện tại thì tất cả các dòng đều có Win 10 bản quyền nha các bạn. Cho nên các bạn kêu mua, các bạn không cần phải tốn thêm tiền để mua Win bản quyền. Và cái dòng Dell hiện nay, đối với dòng Dell 7577 thì nó đã tích hợp sẵn Windows 10 bản quyền, chạy rất là mượt. Dòng này các bạn nếu có nhu cầu mà nặng hơn, các bạn có thể thay cái SSD M2 SATA thành SSD PCIe đều được. Dell 7577 vẫn hỗ trợ SSD PCIe bình thường. Với cấu hình i7 7700HQ, RAM 8, ổ cứng 1000, 128GB SSD, card GTX thì đối với em này là rất là hợp lý để các bạn đánh game cũng như là thiết kế đồ họa nặng. Rồi để các bạn có thể tham khảo trực tiếp thì các bạn có thể tới laptop 123 để xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp và ủng hộ laptop 123. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn.